Hi, my dear student of grade 7 at Chu Văn An Junior High School. Cô, một lần nữa lại xin chào các em khối 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An nhé. Ok now, welcome to our lesson. Cô chào đón các em đến lớp học của mình. Nice to see you again và rất vui lại các em. We begin unit 2, personal information. Chúng ta lại tiếp tục với lại bài 2, thông tin cá nhân. Và đây là bài cuối cùng của trong tuần. Ok now, session A. Telephone numbers A4 and A5. Số điện thoại của phần A4 và A5. Text your notebook and books to write down new words and grammar. Các em phải tiếp tục lấy tập ra và sách để viết bài nhé. Và các điểm ngữ pháp nếu có. We begin A4, listen and read, then answers the questions, new words. Chúng ta đi đến phần từ mới trước. Number 1, free. Free là rảnh. Trái nghĩa với nó là busy. Busy. Number 2, sure. Sure. Of course. Of course. Number 3, see a movie. See a movie. Number 4, start. Start. Begin. Bắt đầu. Có bắt đầu thì có kết thúc. Finish. Finish. End. End. Meet. 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 Write. Chúng ta lưu ý cái final sound ở phía sau nhé. Phát âm tờ. Write. Write. Don't be late. Don't be late. Don't be late. Ok now, look at the picture. Chúng ta nhìn cái tranh. Who are they? Chúng ta đoán coi hai bạn này là bạn nào. Who are they? They are Phong and Tâm. Đây là bạn Phong và bạn Tâm. Ok now, we come to number 4. Listen and read, then answer the questions. Chúng ta nghe máy và đọc cái bài hội thoại này nhé. Listen. 4. Listen and read. Then answer the question. Hello. This is 8537471. Hello. Is this Fong? Yes. Who's this? It's me, Sam. Will you be free tomorrow evening? Yes, I will. Would you like to see a movie? Sure. What time will it start? It'll start at 7 o'clock. Let's meet at 6:45. Where will we meet? We'll meet in front of the movie theater. Great. I'll see you tomorrow. Don't be late. Okay now. Look at the conversation. Chúng ta sẽ xem cái bài hội thoại này nhé. Now listen again. Four. Listen and read. Then answer the question. Hello, this is 8537471. Hello, is this Fong? Yes, who's this? It's me, Tan. Will you be free tomorrow evening? Yes, I will. Would you like to see a movie? Sure. What time will it start? It'll start at 7 o'clock. Let's meet at 6:45. Where will we meet? We'll meet in front of the movie theater. Great. I'll see you tomorrow. Don't be late. Ok nào, ở đây bạn Tâm gọi cho bạn Phong cái số điện thoại của bạn Phong và bạn Tâm hỏi Phong đó hả? Rồi bạn Phong mới trả lời ai, mới hỏi lại ai vậy? Bạn Tâm nói mình đây Tâm, bạn có rảnh vào tối ngày mai không? Bạn Phong nói có rảnh và bạn Tâm rủ bạn Phong, bạn có thích đi xem một bộ phim không? Bạn Phong nói
Chắc chắn là thích rồi, vậy mấy giờ bộ phim sẽ bắt đầu? Bạn Tâm trả lời, nó sẽ bắt đầu lúc 7 giờ và chúng ta hãy gặp nhau lúc 6:45. Và Phong lại hỏi, chúng ta sẽ gặp ở đâu? Chúng ta sẽ gặp ở trước rạp hát. Quá tuyệt vời, tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai, đừng đến trễ nhé. Đó là câu của bạn Phong. Ok nào, look at again, chúng ta nhìn lại cái bài học của mình lần nữa nhé. Ok now we come to remember one. Chúng ta qua tới ghi nhớ thứ nhất nhé. Expressing an invitation, chúng ta miêu tả một lời mời. Trước tiên chúng ta có thể sử dụng would you like plus to verb. Bạn có thích hoặc là bạn có muốn dùng cho. Sau đó chúng ta cộng cho to verb. Example, would you like to go to the movie theater with me? Bạn có muốn đi xem phim, đi đến rạp chiếu phim với tôi không? Và chúng ta có rất nhiều cách trả lời. Sure, of course. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. Dĩ nhiên rồi, chắc chắn rồi, hoặc là tôi thích lắm. Còn nếu mà mình không rảnh thì mình sẽ nói no, I'm sorry, I can't. Rồi, chúng ta qua phần thứ hai, number 2, let us, hoặc là let's, let's verb infinitive. Let us có nghĩa là chúng ta hãy, viết tắt là chữ let's. Sau đó chúng ta sẽ cộng cho một động từ nguyên mẫu. Hoặc là chúng ta sẽ có cách nói khác. Why don't we or why not plus verb infinitive. Chúng ta dùng why don't we hoặc là why not cộng cho động từ nguyên mẫu và sau đó là chúng ta dùng dấu chấm hỏi. Tại sao chúng ta lại không? What about, how about plus verb in hoặc là chúng ta sẽ sử dụng what about, how about cộng cho verb in và sau đó sử dụng dấu chấm hỏi. Now look at the example. Chúng ta sẽ nhìn ví dụ ở đây. Let's see a good movie. Mình rủ bạn mình, chúng ta hãy đi xem một bộ phim hay nhé. Hoặc là chúng ta có thể nói cách khác. Why don't we see a good movie? Hoặc là why not see a good movie? Tại sao chúng ta không đi xem một bộ phim hay đi? What about seeing a good movie? Hoặc là how about seeing a good movie? Thế còn xem một bộ phim hay thì sao? Ok now we come to remember two. Chúng ta qua tới cái phần ghi nhớ số 2. Đó là the simple future tense. Cũng là chúng ta ôn lại thì tương lai đơn giản. Và với những câu hỏi yes no nè. Will you be free tomorrow? Ngày mai bạn có rảnh không? Nếu rảnh thì mình sẽ nói yes I will. Còn không thì mình sẽ nói no I won't. Chúng ta qua tới WH question. Câu hỏi WS, what will you do? Các em sẽ làm gì? Will see a movie. Chúng em sẽ xem một bộ phim. Hoặc là what time will you meet? Bạn sẽ gặp lúc mấy giờ? Các bạn sẽ gặp lúc mấy giờ? Will meet at 6:45. Where will you meet? Các em sẽ gặp ở đâu? Will meet in front of the movie theater. Chúng ta sẽ gặp trước cái rạp chiếu phim. Ok now we come to questions. Giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi who will meet tomorrow, ngày mai ai sẽ gặp. Chúng ta nhớ lại cái bài hội thoại hồi nãy và chúng ta sẽ trả lời ở đây nhé. What will they do, họ sẽ làm gì? What time will they meet, họ sẽ gặp lúc mấy giờ? And number 4, where will they meet, họ sẽ gặp ở đâu? They are Phong and Tâm. Ok now check the answers. Chúng ta sẽ kiểm tra câu trả lời. Coi có giống với các em không nhé. Phong and Tâm will meet tomorrow. They will see a movie. They will meet at 6:45. And they will meet in front of the movie theater. Ok now practice. Giờ cô có một cái bài practice. What will they do tomorrow? Ngày mai họ sẽ làm gì? Look at the picture. Chúng ta sẽ xem những bức tranh sau đây nhé. Đây. Bức tranh thứ nhất. Swim. Bức tranh thứ hai. Play. Bức tranh thứ ba cũng là play. And bức tranh thứ tư là what? Ok now, what will they do tomorrow? Check the answers. Chúng ta sẽ kiểm tra câu trả lời nhé. They will go swimming. They will play the computer games. They will play soccer. And they will watch
TV. Chúng ta xem lại lần nữa. Okay, now we come to number 5. Listen and then write the answers. Now, listen. Listen. Then, write the answers. Hello, this is 8545545. Hello, is this Yan? Yes, who is calling, please? It's Lan. Do you want to go to see a movie? Sure, where will we meet? At my house. How will we get there? We can take a bus. Okay, fine. Bye. Bye. Okay, now listen again and check the answers. Fine. Listen. Then, write the answers. Hello? This is 8545545. Hello, is this Yan? Yes, who is calling, please? It's Lan. Do you want to go to see a movie? See a movie. Sure, where will we meet? At my house. At Lan's house. How will we get there? We can take a bus. Take a bus. Bye. Bye. Rồi chúng ta xem lại cái bài hội thoại của chúng ta lần nữa ha. Chúng ta nghe lại cái bài hội thoại lần nữa. Listen, the last one. Okay, now practice. Choose the correct words in the brackets to complete the sentences. Đây là bài cuối. Cô cho các em một cái bài tập ngắn nhé. Và các em cố gắng làm giùm cô. Chọn từ đúng trong ngoặc để hoàn thành cái câu này. Okay, now number one. Bây giờ chúng ta thấy tomorrow là ngày mai. Vậy thì mình sẽ dùng thì tương lai là will. Vậy thì chúng ta dùng will go. Number 2, một lời mời would you like như hồi nãy cô giảng, chúng ta dùng to verb. Vậy ta chúng ta sẽ chọn là to see. Rồi. Number 3, chúng ta sẽ đi bằng xe bus. Vậy thì bằng xe bus chúng ta sẽ dùng giới từ by. Rồi number 4, nếu hỏi bạn mình số điện thoại là số nào thì chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là từ what. Và number 5, chúng ta nhìn trước cái giờ, chúng ta sẽ dùng giới từ at. Vậy thì they will meet at 6:50. Ok nào. Homework, we come to homework. Learn by heart new words A4 and answer the questions. Chúng ta sẽ học thuộc lòng từ mới và về nhà trả lời những câu hỏi giùm cô nhé. Write down your notebooks. Viết xuống tập của mình. Repair new lesson unit 2, section B, B1, 2 and 3. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bài học mới cho cô, đó là ở section B nhé. Chúng ta nhớ xem bài trước giùm cô. Ok now, thanks for your attention. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe cô. Goodbye. Hope to see you soon. Và rất vui sẽ được gặp lại các em sớm nhé.
Cái nào các em không hiểu bài, chúng ta sẽ đi đến phần thảo luận sau. Bye bye, cô luôn chúc các em luôn mạnh khỏe.